Cũng trong ngày 21 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus cũng sẽ bị coi là tấn công chính Nga. Trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin cho biết đã có thông tin về việc thành lập một đơn vị Ba Lan, Litva, Ukraine hoạt động ở phía tây Ukraine. Ông cho rằng một liên minh như vậy cho thấy Ba Lan, với sự hậu thuẫn của NATO, đang lên kế hoạch can thiệp vào xung đột Ukraine, tiếp quản các khu vực phía tây Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu các đơn vị Ba Lan thực sự tiến vào các vùng lãnh thổ của Ukraine, thì sẽ chỉ ở lại đó. Belarus là một phần của nhà nước liên minh. Bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại Belarus đều được coi là gây hấn với Liên bang Nga và sẽ bị đáp trả bằng tất cả những phương tiện mà chúng tôi đang có. Phản ứng về tuyên bố của ông Putin, Ba Lan đã phủ nhận mọi ý định về lãnh thổ Ukraine hoặc Belarus, gọi đây chỉ là một nỗ lực bóp méo xung đột tại Ukraine. Trước đó, trong ngày 21 tháng 7, Ba Lan đã triển khai các đơn vị quân đội đến khu vực phía đông giáp Belarus do sự hiện diện của công ty quân sự tư nhân Wagner ở Belarus và các cuộc tập trận chung được cho là của nhóm này với binh lính Belarus.